Số cô là vất vả quá. Bao nhiêu năm trời, 20 năm, 30 con. Và đến bây giờ là con lại mất, lại đến lượt là nuôi cháu. Chú nhà cô nằm mất đâu chưa? Mất từ năm 2004 rồi. Cô không nuôi 20 con. năm rồi. 20 năm trời, 20 năm rồi. Cái chỗ cô là khổ nhất, vất vả, chán mọi người. Cô khổ nhất. Người ta khổ, người ta nghèo còn có cơm có gạo ăn, cô thì không có rượu, không có ngô, không có cơm, không có gạo. Xin chào tất cả các bác nhé, chào mừng các bác quay trở lại với kênh của anh em mình. Hôm nay thì là một cái trường hợp anh em mình đi khá là xa, đi từ ngoài Yên Minh vào trong Mậu Duệ. Đây đang hiện tại đang là thôn Nà Xài của xã Mậu Duệ các bác ạ. Và hôm nay thì anh em mình có một cái hành trình mới, được một chú là giáo viên, một gọi là một cán bộ, cô chú là vừa cán bộ vừa giáo viên, là có nhờ anh em mình có biết một cái trường hợp, một hoàn cảnh cũng cực kỳ là khó khăn. Đấy. Biết anh em mình đang làm kênh, cũng đang đi hỗ trợ các hoàn cảnh, thì thông qua kênh thì muốn nhờ anh em mình là giúp chia sẻ để giúp đỡ cho một trường hợp của đây ba bà cháu. Hiện tại là anh em mình cũng đã vào đây ngồi nói chuyện với cô rồi. Qua trao đổi thì được biết là hiện tại bây giờ gia đình ở cái ngôi nhà này là chỉ có ba bà cháu. Cô đây cũng có con, nhưng mà con trai thì vừa mới mất và để lại cho cô là hai đứa cháu trai. Và người con dâu thì đi làm công ty. Đấy, và từ Tết đến bây giờ là không có liên lạc gì với lại gia đình con cái. Đấy, và chỉ để cho ba bà cháu ở với nhau thôi. Và cô mong muốn anh em mình chia sẻ giúp đỡ làm sao giúp cô lo cho các cháu những cái bữa ăn. Nó là cái những cái mà cái lo lắng hàng đầu của cô bây giờ, mà lúc nãy cô đang tâm sự với anh em mình, vì là cô thời điểm này là cô đang ốm đau bệnh tật rất là nhiều, không làm được cái gì các bạn. Và hỏi là cô là có đất đai, có ruộng vườn gì không, thì trước đây là có ruộng nhưng mà do là sạt lở các thứ là bây giờ không canh tác được, gần như là bây giờ là, và cô bây giờ cũng không còn sức để lao động nữa. Đấy, nên là anh em mình cũng vào chia sẻ thì thấy nhà cửa cô như thế này cũng cũng rất là lo lắng, là không biết là khi mà anh em mình ghi hình lên trên 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 kênh ấy, thì mọi người có cảm nhận được cái sự gọi là khó khăn của gia đình hay không. Nhưng mà vì là ngồi tâm sự cô cũng trải lòng rất là nhiều, nên là anh em mình cũng quyết định là ghi hình một chút. Đấy, mong là cô bác anh chị nhà hảo tâm ở trên kênh của Hoa Đà Cao Nguyên mà có xem được, đấy, cũng mong là mọi người có những cái tấm lòng giúp đỡ đến cho ba bà cháu. Đó là cô. Ôi, mặc quần vào cho nó cô. Thanh niên này là mấy tuổi rồi đây nhỉ cô nhỉ? Cháu từ 2 tuổi. À, thế là bố mất được 1 năm rồi. 1 tuổi là đã bố đã mất rồi à? Đấy, lúc nãy vào thì cô chú kia là có mua bánh kẹo vào cho các bé để mà rõ ràng chân thực hơn, thì xong là nhờ cô đấy, cô chia sẻ trực tiếp với lại khán giả của cháu ở trên kênh nhá cô nhá. Cô ra ngoài bàn ghế đi con đây ạ. À, mấy tuổi ông cụ? Con 9 tuổi. 9 tuổi à? Đang học lớp mấy? Con học lớp 4. Đây, ngồi kia, cả cô nữa. Bé kia đâu? Thanh niên kia đâu? Đấy, cháu kia vào từ lúc nãy giờ là cứ thấy anh em mình lại cứ tưởng là bố, cứ gọi bố suốt. Em mấy tuổi rồi? Em mấy tuổi rồi?
Em tên là gì? Hả? Cháu còn chưa biết nói đấy không? Chỉ biết gọi bố bố thôi đúng không ạ? Từ lúc nãy vào giờ nói đến chuyện con. Có mỗi cô có mỗi người con trai đấy đúng không? Là bỏ hai cháu cho bà. Cho bà nuôi. Con dâu đi làm bây giờ lại không đi làm được. Đưa bác bóc này. Con đưa cháu bóc không? Nhưng có tiền bây giờ con chết rồi là con bây giờ không có chỗ nào. Không có tiền nữa. Giờ cô cũng mệt mỏi để mình làm. Chân hai cháu là bây giờ sức khỏe của cô là không đảm bảo. Không đảm bảo rồi. Đâu đưa bác bóc cho. Bố đâu? Bố đâu? À, bố kia à? Kia kia là ảnh bố đúng không? Bố. Cậu chưa biết nói mấy đâu. Mất được một năm rồi. Không, không à không, cái này của bác. Cái này của bác, em không động vào được. Cái của bác. Thế bây giờ khó khăn nhất vẫn là đang lo về cái vấn đề gạo, nước, các thứ gạo, đúng không ạ? Gạo, nước, cô này. Bị bệnh nặng là nhiều tiền là cũng không có khả năng để chữa bệnh được. Thấy là đang lo nhất đang là cô một mình cô mà đấy. Mà ốm đau các thứ nữa ruộng nương các thứ không canh tác được mà bây giờ lại phải lo cho hai cháu này là với một người khỏe mạnh bình thường cũng đã cả một vấn đề rồi chưa nói đến một người như cô có tuổi cô năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Cô năm nay là năm tuổi rồi. Cô là người Tây chứ nhỉ? Cô người Tây. Chân tay cô bên này cũng bị yếu. Hơi yếu không được khỏe mấy. Vâng. Sao đổ hết ra rồi? Mình cái thanh niên lớn này còn đỡ. Nó còn cháu còn biết kia. Đỡ tí rồi. Mình lo và cháu kia còn quậy chưa biết cái gì. Trong ngày đòi ăn. Ở cái tầm đấy thì nó chưa thể biết được cái gì. Đấy, cũng biết là chị. Bố là theo lúc nãy kể là như kiểu là bị cảm đấy. Chắc bị cảm. Đâu răng là, đấy là hôm đấy cả đêm là đến sáng là mất luôn. Đấy thì trên nhà anh em thấy người ta gọi bố, mình cũng gọi theo bố. Nó vẫn còn ấn tượng tối đến là ngủ là cứ gọi bố à? Cứ gọi bố thường thế. Mẹ đâu thấy cái gì chị thấy ai cũng mặc quyền nó cũng gọi là mẹ. Mẹ ơi mẹ ơi. Bây giờ là mẹ nó không liên lạc được nữa. Mẹ không liên lạc, mẹ hôm nay không liên lạc. Cô thì yêu bệnh tật thì ô nghĩ mẹ làm sao nuôi cháu nổi được. Chú nhà cô nằm mất đâu chưa? Mất từ năm 2004 rồi. Cô không nuôi 20 năm rồi. 20 năm rồi, 20 năm rồi. Cái chỗ cô là khổ nhất, vất vả. Cái xã mọi người này. Cô khổ nhất.
người ta khổ, người ta nghèo, còn có cơm, có gạo ăn cô thì không có rượu, không có ngô, không có cơm, không có gạo. Ruộng đất nhà cô làm sao? Ruộng là cô có nhưng mà sạt lở hết, ở bên kia lại, ở bên trên đồi gần gần bố mẹ chúng cô đấy là lại không đủ nước làm. Sáu năm nay là cô cũng bỏ hoang đấy, không làm được, không có nước. Chắc là cũng do là từ sức khỏe ốm yếu đã không canh tác được đúng không? Tiền thu khang nữa, cũng các cháu các em cũng thường đưa, thỉnh thoảng không đưa ít cho cô để mua thức ăn, lại mua thuốc, cho dễ điều những đồ ăn. Hai thanh niên kia thì nó tầm kia là đang tuổi ăn tuổi. Đang tuổi ăn mà cháu đòi và suốt bỏ lấy đưa ra. Thế Tết vừa rồi mẹ nó có về không? Nó có về, chắc con cũng có về. Mà đi thì con cũng bảo con cũng hơi ôm đau, bảo đau bụng với lại đau răng nhiều. Thế là không đi làm được. Con dâu đấy là ốm đau. Cũng ốm đau, cũng gầy như cô đấy, cũng ốm đau. Mà đợt này lại không liên hàng, liên lạc được nữa. Không liên lạc nữa là... chủ yếu là trông chờ vào con trai với con dâu thôi. Con trai nhưng mà con trai bây giờ mất rồi, cô cũng không biết trông chờ vào ai. Không biết dựa vào đâu một cháu ạ. Và bây giờ sức khỏe cũng không làm được cái gì nữa, là rất là lo cho hai cái đứa này này. Cuộc sống tương lai của hai cháu còn rất là dài mà các cháu còn rất là ngây thơ các bạn. Từ lúc anh em mình vào giờ là cứ nhầm tưởng. Đấy. Phải đòi ăn, đòi sướng, bà lấy đâu ra tiền. Vâng. Vì cái nhu cầu cái trẻ con tầm đấy bây giờ bọn nó có những cái sữa, có kẹo, có bánh là cái chuyện bình thường. Nó nhìn thấy nó sao nó chả thèm. Thương nhỉ. Bà thì vay mượn vay gạo, vay rau về cho con ăn thôi, bà không có tiền mua bánh, mua kẹo, mua sữa cho con. À. Thì các bác thương thì thoảng thương thì các bác mua cho. À. Anh em mình cũng không biết chia sẻ gì nhiều đâu các bạn. Thông qua câu chuyện của cô thì thấy cực kỳ là cuộc sống bây giờ là đang ở cái giai đoạn cực kỳ khó khăn. Có mỗi một người con trai để nương tựa vào, để gọi là báo hiếu cho mẹ về già. Thế nhưng mà cô là cô mất chồng từ 20 năm nay rồi. Đấy, 20 năm ở một mình nuôi con. Nuôi con lớn đến lúc là con có cháu thì con trai lại mất lại, đến giờ lại quay ra là lại nuôi cháu. Đấy. Con dâu thì cũng chỉ đi làm công nhân thôi. Đấy, trông chờ vào được con dâu một chút thì vài tháng con dâu đi làm, đến bây giờ con dâu thì lại không thấy liên hệ về, không gửi tiền về để mà cho cô chăm sóc hai cháu. Đấy, cũng mong là cô bác anh chị các nhà hảo tâm mà có xem video được, có xem được cái video này của anh em mình, cũng mong các nhà hảo tâm có tấm lòng. Đấy, mong là mọi người có thể chia sẻ giúp đỡ cho ba bà cháu vượt qua giai đoạn khó khăn này, nhất là về cái khoản lương thực để cho cuộc sống chỉ gọi là cái ăn thôi, chứ bây giờ cũng không biết là phải lo cái gì nữa rồi. Đất đai của cô thì cũng không còn nữa, mà lúc nãy theo chia sẻ là bây giờ là toàn bộ cái nhà này là chỉ có cái khuôn viên này thôi đúng không cô? Ở ngoài kia là đất của người ta. Đây bên này đất của họ. Chỉ có mỗi cái nhà này không? Một cái nhà nấu nướng chẳng có chỗ nấu.
Nhà này thì hơn được các cái nhà hoàn cảnh người Mông anh em mình đi xem đó, là nhà cô trước đây là cũng đổ được cái mái, nhưng mà cũng chỉ xây dở dở dang dang này các bác này, chỗ chát chỗ không, bếp thì không có. Dẫn các bác đi xem một phòng vòng để cho thấy này, thực tế này, cuộc sống của ba bà cháu này. Đấy. Hình như là đến đây là hết đất rồi này. Đấy. Lấu lưỡng ở đây. Đấy, cái vệ sinh ở gì thì ở chỗ này này. Hết rồi. Đấy, ràng sau đây, đây cái bếp củi này. Gọi là nhà xây thôi. Cái nhà này thì cũng chắc là ngày trước không biết xây có tốn nhiều tiền hay không mà nó dở dang thế này. Trước đây là nhà không phải ở đây đâu à cô? Nhà ở chỗ khác à? À. Mới xuống đây nhờ các con các cháu mỗi người một ít mà dựng cái nhà này, xong là bán cái nhà cái đi ở cơ, bán cái nhà đi, bán cái nhà sản đấy đi, để cho nó làm nợ các con các cháu ở trong làng mà cô còn bây giờ không có khả năng mà giả. Bây giờ thì cô có như thế này sức khỏe còn chưa lo nổi thì làm sao mà nó được tiền, làm sao mà làm được cái gì để ra tiền để mà giả cho người ta nữa. Nhìn cô khá là yếu ấy. Kê vào cổ. Cái này thì cũng chỉ mong đấy, cũng chia sẻ mong cô có duyên thôi. Đấy, cực kỳ khó khăn đấy các bác ạ. Coi như là dồn, trước đây là có một cái nhà sàn đúng không ạ? Nhà sàn ở trên đồi. Đi lên đấy cao quá là cô cũng bán ra, vay mượn bán nhà bán cửa là xuống đây là xây được cái nhà này. Đấy, còn chưa đâu vào mới đâu đây, bếp không có, chát thì chỗ chát chỗ không, gọi là hơn được những cái nhà tạm, nhà gỗ như kiểu những cái nhà mà anh em mình đã đi chia sẻ các bạn. Đấy, hơn được mỗi chỗ ở thôi, chứ còn ngoài ra thì trong nhà tài sản các thứ là mọi thứ đều không có cái gì hết. Đấy. Mà thậm chí là bây giờ đến hạt gạo là cũng không có đâu. Đấy, mong là chia sẻ lên, mong là cộng đồng, tất cả mọi người chia sẻ thật nhiều để có thể giúp đỡ được cho cô Chuyến nhỉ. Ba bà cháu hiện tại thì bây giờ đang chỉ có biết sống nương tựa vào nhau thôi. Đấy, với lại đi cô bây giờ cũng chỉ biết đi vay mượn hàng xóm láng giềng từng bữa ăn hàng ngày thôi. Nên là mong tất cả quý cô bác anh chị, những nhà hảo tâm, mong là cô có duyên. Đấy, thông qua video thì anh em mình cũng mong muốn là kêu gọi giúp đỡ cho ba cháu. Mong tất cả khán giả trên kênh Hoa Đá Cao Nguyên chia sẻ thật nhiều để có thể lan tỏa giúp đỡ được cho cô, cho các cháu những cái bữa ăn hàng ngày. Có lẽ là anh em mình cứ chia sẻ một video ngắn ngắn vậy thôi. Mong là có duyên thì anh em mình lại tiếp tục ghi hình chia sẻ tiếp các bác nhé. Xin cảm ơn tất cả các bác rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau ạ. Xin chào.